Chị Đỗ Hà này, Dạ. mấy người bạn của tôi trong đó có một vài bạn nữ thì vừa có một chuyến đi du lịch leo núi trở về và họ tỏ ra rất thích thú với chuyến đi này. Tôi cũng đã được xem những tấm ảnh mà họ chụp được trong chuyến đi và phải nói là cực kỳ đẹp đấy. Vâng. Thú thật là tôi cũng muốn tham gia một chuyến như thế, tuy nhiên thì có một vài điều mà tôi còn đang băn khoăn đây. Vâng, tôi hiểu những băn khoăn của chị. Tôi nghĩ để mà tham gia một chuyến đi như thế thì phải chuẩn bị khá là kỹ lưỡng đấy ạ. Chẳng hạn như là thời gian phải dài này, sức khỏe phải tốt này, rồi thì thời tiết phải thuận lợi nữa. Nói chung là nhiều thứ lắm. Mấy cái mà chị Đỗ Hà vừa nói đến thì tôi nghĩ chắc là mình cũng đáp ứng được thôi. Tôi chỉ lo mỗi một việc là chuẩn bị hành trang cá nhân của mình như thế nào đấy. Vậy bây giờ xin mời chị Thu Trang cùng quý vị thính giả nghe các biên tập viên của Chuyến đi kỳ thú tư vấn nhé. Trước khi leo núi một tuần hoặc là một tháng, chúng ta nên tập đi bộ, chạy bộ, leo cầu thang, bơi, nín thở, đứng lên ngồi xuống từ 400 đến 1.000 cái liên tục, tập đứng thăng bằng một chân, nhắm mắt 90 giây để tăng độ bền và sự dẻo dai cho cơ thể. Đi leo núi là hành trình rất mệt và vất vả, vì thế hành trang mang theo nên gọn nhẹ với những đồ dùng thực sự cần thiết. Trang phục mang theo nên rộng rãi, giày phải là giày đinh, có độ ma sát, sức bám cao. Ngoài ra nên sử dụng miếng bọc đầu gối, khủ tay và áo khoác dày vừa chống lạnh, vừa tránh bị thương trong chuyến đi. Trong quá trình leo núi, mồ hôi sẽ ra nhiều và sẽ có nhu cầu uống nước thường xuyên. Tuy nhiên, nên uống theo kiểu nhấp từng ngụm nhỏ để có thể uống nước liên tục mà vẫn đi thì nên treo chai nước ngay trước ngực. Uống nước đúng cách sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm sức lực và bù lại năng lượng đúng lúc. Đừng quên mang theo những vật dụng cần thiết như dao, gậy leo núi mỗi khi leo lên hoặc đi xuống, bật lửa để phòng những rủi ro khi thời tiết trở lạnh hoặc lạc đường, đồng hồ, phương tiện liên lạc. Khi leo núi, chúng ta còn đối diện với cái lạnh hoặc mưa, vì thế nên mang theo mũ, găng tay giữ ấm, không thấm nước, nên mang loại mũ che kín mũi, miệng, tai. Đừng bao giờ quên đặt an toàn cá nhân lên hàng đầu, không được phép đưa ra những quyết định liều lĩnh, nguy hiểm cho mình và các thành viên khác trong đoàn. Vâng, hy vọng là những thông tin của các biên tập viên Chuyến đi kỳ thú sẽ giúp ích cho chị Thu Trang nếu như chị muốn thực hiện hành trình du lịch leo núi của mình. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyến đi của chúng ta cũng đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng FM 96.5 và trang web vov2.vn. Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh. Welcome to Middleton Hall. Chào mừng các bạn đến với khách sạn Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta tiếp tục với câu chuyện Vé xem opera. Trong bài học trước, bà Sheridan, một người khách đến quầy lễ tân khách sạn thông báo là bà ấy bị mất cắp túi sách. Sidwell, người quản lý khách sạn, bảo bà ấy đừng lo lắng. Ông ấy sẽ đi hỏi Maria về việc này. Maria là một cô gái trẻ đang làm các công việc như lau dọn, phục vụ bữa ăn, giúp việc nấu nướng và các việc khác tại khách sạn. Trong hội thoại đầu tiên hôm nay, ông Sidwell vào bếp tìm Maria. Ông ấy nghĩ rằng cô ấy đang đánh bóng các đồ thủy tinh và bạc để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật bà Middleton. Nhưng Maria không có ở đó. Thay vào đó là Kevin đang làm công việc của cô ấy. Ông Sidwell hỏi Kevin.
Where is Maria? Maria đâu? Và câu hỏi đầu tiên của bài học là cô ấy đang ở đâu? Sau đó chúng ta nghe ông Sidwell nói. Kevin, remind me. Kevin, nhắc tôi. Ông ấy bảo Kevin nhắc ông ấy việc gì? Bây giờ các bạn hãy nghe hội thoại và tìm câu trả lời nhé. Maria! Maria! Oh, Kevin, it's you. Ah, Mr. Sidwell. Where's Maria? Maria? Yes, Maria. Where is she? She's gone to London for her evening class. I said I'd polish the glasses. What? But I asked her to do it. Yes, but she didn't want to miss her class, so I offered to do it for her. Oh, did you? Kevin, remind me, who is in charge in this hotel? Is it you, or is it me? Well, it's you, Mr. Sitwell. And who asked Maria to polish the glasses? You did, Mr. Sitwell. So, let me see what you've done. Vậy là Maria đang ở đâu? Kevin nói với ông Sidwell. She's gone to London for her evening class. Cô ấy đã đi London để tham gia lớp học buổi tối. Trong các bài trước, chúng ta đã biết là Maria là sinh viên đại học và thỉnh thoảng cô ấy đi London tham gia lớp học buổi tối. Kevin đã đề nghị giúp đỡ để cô ấy có thể đi học. Nhưng ông Sidwell không vui vì điều này. Ông ấy nói. Kevin, remind me. Who is in charge in this hotel? Is it you or is it me? Kevin, nhắc cho tôi, ai là người chịu trách nhiệm ở khách sạn này? Là anh hay là tôi? Kevin trả lời. It's you, Mr. Sitwell. Là ông, thưa ông Sitwell. Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện. Tiếp tục câu chuyện giữa ông Sidwell và Kevin. Ông Sidwell nói. So, let me see what you've done. Have you polished these glasses here? Nào, để tôi xem anh đã làm gì. Anh đã đánh bóng những cái cốc này à? Kevin cầm một cái cốc thủy tinh đưa cho ông Sidwell, nhưng anh đánh rơi khiến nó vỡ tan tành trên sàn nhà. Câu hỏi của chúng tôi là, ông Sidwell bảo Kevin sẽ phải làm gì vì điều này? Và thêm một câu hỏi nữa. Kevin đã nói gì về ông Sidwell ở phần cuối đoạn hội thoại? Chúng ta cùng nghe nhé. Have you polished these glasses here? Yes, sir. Show me. Oops! Oh, I'm sorry, Mr. Sitwell. You will have to pay for that out of your first month's wages. But Mr. Sitwell... Give me another one. And be careful this time. There you are. Not bad, I suppose. Oops. Mr. Sitwell! Never mind. You can pay for that one, too. But Mr. Sitwell, I didn't break that one, you did. I'm sorry, Kevin. Who is polishing the glasses? Is it me or you? It's me, Mr. Sitwell. Then you are responsible for breakages. All breakages. But that's not fair. Don't argue with me, young man. Who is in charge in this hotel? You are, Mr. Sitwell. Good. You will pay for those two glasses out of your first month's wages, and you will never disobey my orders again. Is that clear? Yes, Mr. Sitwell. Right. Now I have some more important things to do. I need to find Mrs. Sheridan's handbag. Oh, Mr. Sitwell. Mr. Sitwell. I know where it is. What? Mrs. Sheridan's handbag. I know where it is. It's in the hotel safe. What is it doing in the hotel safe? Mrs. Middleton put it there. Well, why on earth didn't you tell me that before? You didn't ask me, Mr. Sitwell. Because you didn't ask me. Vậy ông Sitwell bảo Kevin phải làm gì vì đã đánh vỡ chiếc cốc? Ông ấy nói. You will have to pay for that
out of your first month's wages. Anh sẽ phải trích tháng lương đầu tiên để đền. Sau đó chính ông Sidwell cũng đánh rơi một cái cốc và ông ấy nói. You can pay for that one too. Anh cũng sẽ phải trả cả cái đó nữa. Kevin nghĩ điều đó là không công bằng. Anh nói. But Mr. Sidwell, I didn't break that one. You did. Nhưng thưa ông Sidwell, tôi không làm vỡ cái đó. Ông làm vỡ mà. Nhưng ông Sidwell không muốn nói về việc đó. Ông ấy nói. You will pay for those two glasses out of your first month's wages, and you will never disobey my orders again. Is that clear? Anh sẽ phải đền hai cái cốc này từ tháng lương đầu tiên, và anh sẽ không bao giờ được làm trái lời tôi nữa. Rõ chưa? Bài học còn một câu hỏi nữa. Kevin nói gì về ông Sidwell ở phần cuối hội thoại? Anh ấy nói. Mrs. Sheridan's handbag. I know where it is. It's in the hotel safe. Chiếc túi của bà Sheridan à? Tôi biết nó ở đâu. Nó ở trong két của khách sạn. Như chúng ta đã nghe ở các bài trước, Kevin tìm thấy chiếc túi của bà Sheridan trong phòng chờ khách sạn và đưa nó cho bà Middleton, và bà ấy đã cất nó trong két. Vậy là Kevin đã giúp ông Sidwell giải quyết xong vấn đề, nhưng ông Sidwell có vẻ không hài lòng. Ông ấy nói với Kevin. Why on earth didn't you tell me that before? Thế quái nào mà anh không nói cho tôi biết từ trước? Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ. Đừng quên khung giờ 10 giờ 15, 13 giờ 30 và 23 giờ các ngày thứ tư và thứ năm hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ở phần đầu của câu chuyện, chúng ta đã biết là bà Middleton cho Kevin vay tiền để mua một đôi giày lịch sự để đi làm ở khách sạn. Trong hội thoại tiếp theo, Kevin đến một cửa hàng gần khách sạn Middleton. Ở đó anh gặp ông Trott, người bán hàng. Kevin hỏi ông ấy. Do you sell shoes here? Ở đây có bán giày không? Ban đầu ông Trott không hiếu khách lắm. Ông ấy nói. This is a village store. Does it look like the kind of place that sells shoes? Đây là cửa hàng tạp hóa của làng. Trông nó giống một nơi bán giày lắm à? Nhưng sau đó ông ấy nói. When I think about it, we might have some shoes somewhere. Sau đó, họ bắt đầu nói chuyện về công việc của Kevin ở khách sạn Middleton Hall. Đầu tiên, họ nói về ông bà Middleton. Câu hỏi của bài học là, ông Trott nói gì về họ? Sau đó, ông ấy nói gì về người cháu của ông Sidwell? Câu hỏi cuối cùng của bài học, ông Sidwell muốn điều gì cho cháu của ông ấy? Chúng ta cùng nghe hội thoại và tìm câu trả lời nhé. Good morning. Can I help you? Do you sell shoes here? This is a village store. Does it look like the kind of place that sells shoes? Well, no, not really. Although, just a moment. When I think about it, we might have some shoes somewhere. Really? What are they for? They're for work. Ah. Can I ask what sort of work you do? Well, actually, I've just started at Middleton Hall. You know, the hotel. Oh, everyone round here knows Middleton Hall. Well, I'm sorry to hear that. What do you mean, you're sorry? There's something not quite right at Middleton Hall. That's what we all say. Really? I don't think it's too bad. Mrs. Middleton seems like a very kind person. Oh, yes. Mrs. Middleton's lovely. Her husband is too. He's very popular in the village, Mr. Middleton. They're not the problem. It's that other one. Do you mean Mr. Sitwell? Yes, Sitwell. He's a strange one, isn't he? Well, he seems a bit difficult, but I haven't really got to know him yet. No, I don't suppose you have. And you may not get the chance. Why do you say that? Well, the person who had your job before you only lasted 2 weeks. The one before him, only 3 days. He's not an easy man to work with, that Mr. Sitwell. But why? Why did they leave? Perhaps I shouldn't tell you this.